trong kênh học tiếng Anh online Lina Channel. Và đây là video thứ 2 trong chuỗi video học phát âm mà mình làm từ A đến Z. Tất cả mọi thứ về phát âm trong tiếng Anh. Và video này mình sẽ nói về bảng chữ cái. Bảng chữ cái trong tiếng Anh rất là quan trọng. Nếu mà bạn học một ngôn ngữ mà bạn không học bảng chữ cái đầu tiên thì là sẽ rất là khó trong việc giao tiếp, rất là khó trong việc định hình về phát âm và rất là khó trong việc đánh vần. Tại vì khi mà bạn học một từ mà bạn không biết từ đấy như thế nào, bạn hỏi người ta bạn không biết viết như thế nào thì bắt buộc bạn phải biết kỹ năng đánh vần. Nào, về bảng chữ cái thì mình sẽ không đọc từ đầu đến cuối tất cả các âm, tất cả các chữ cái ở trong cái bảng này cho các bạn, mà các bạn hoàn toàn có thể YouTube, có thể Google để mà ra cách đọc từ đầu đến cuối. Còn trong video này thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cái sự dễ nhầm lẫn khi mà các bạn đánh vần hoặc là khi các bạn nói các chữ cái này với nhau. Thì phần đầu tiên sẽ là những cặp từ dễ nhầm. Thì đây là ba cặp từ mà các bạn rất dễ nhầm, đó là G và J, E và I, và cuối cùng là A và R. Tại sao lại dễ nhầm? Là vì trong tiếng Việt mình cũng có cách phát âm những cái từ đó. Thế nên là khi các bạn nói G thì các bạn lại không nghĩ đến chữ G mà các bạn lại nghĩ đến chữ G. Và đấy là lý do tại sao các bạn lại nhầm. Thế nên là cách để nhớ thì học qua hai từ này, đó là OMG. Nó có nghĩa là oh my god. Nếu mà các bạn xem nhiều phim nước ngoài thì là thay vì nhiều lúc người ta nói là oh my god, what happening, thì người ta thường sẽ nói là OMG, what is wrong with you. Thì người ta thường sẽ dùng cái cách biểu cảm đó là OMG. Thế còn để nhớ từ J thì hãy cứ cho nó vào cái cụm DJ. Các bạn biết DJ đúng không? DJ là người chơi nhạc ở bar, ở club, ở các buổi hòa nhạc hoặc các show biểu diễn ca nhạc. Ok, so OMG, DJ. Thì đấy là cách để phân biệt hai cái chữ cái đó. Tiếp theo đó là I và E. Thì khi mình nói E thì mình lại không nghĩ đến E, mà mình lại nghĩ luôn là đến lại Y ngắn trong tiếng Việt, đúng không? Nên là đấy là lý do mà khi mà một người nào đấy đánh vần cho bạn từ ví dụ như từ hate, thì người ta sẽ đánh vần là H-A-T-E, thì các bạn lại viết thành hati, là viết thành ở cuối thành Y ngắn. Thì để mà dễ nhớ hoặc là dễ phân biệt hai chữ cái này thì các bạn cứ nên nhớ là I love you, I, you, I. So I. Đấy chính là chữ cái E, đúng không? Thế còn E, letter E is in English. English, English. Khi các bạn nói English thì cái âm của nó chính là E. In, E, English, English. Thì đây chính là chữ cái E. Ok, so I love you, I, and English, E. Và cặp chữ cái thứ ba đó là A và R. Khi các bạn nói R thì các bạn lại nghĩ đến A. Thì đấy là cái mà rất là khó. Tức là dĩ nhiên mình nói một chữ cái thì là các bạn có thể biết đấy là chữ cái nào. Nhưng khi mình đánh vần vào cả một từ, ví dụ mình nói từ more, mình đánh vần từ more, M-O-R-E, thì khi bạn nghe R-E thì các bạn lại viết thành A, A và E. Vì vậy để cách phân biệt hai từ này thì hãy cứ nhớ như cái từ table hay là able. Able thì là bắt đầu bằng chữ cái A, nó là A, able, able. Hoặc là các bạn cứ nhớ đến bảng chữ cái ABC, ABC. Thì A chính là cái đầu tiên, thế còn cái còn lại thì nó sẽ là letter R. Phần thứ hai mình muốn nói đến đó là những chữ cái mà phát âm của nó bắt đầu bằng E. Thì nó có 6 chữ cái là bắt đầu bằng E. Đó là F, S, M, N, L và X. Okay. Thì các bạn sẽ để ý là khi các bạn nói chữ cái M và chữ cái N thì rất là dễ, tại vì là nó như tiếng Việt của mình, em, 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 N, N. Nhưng khi các bạn nói những cái chữ cái khác thì rất dễ bị sai, và hoặc là nghe thì cũng không sai nhưng mà nghe nó không được tự nhiên cho lắm, thì các bạn dễ nói thành F hoặc thành S thì là sẽ bị nói dấu sắc. Nên nhớ là tất cả những chữ cái này là nó ngang bằng nhau hết, không có dấu sắc, không có dấu huyền, không có dấu nặng, không có một cái gì hết, không lên cao xuống thấp gì cả, nói bằng nhau. Thì ví dụ như bạn nói chữ cái F thì nó sẽ bắt đầu bằng E, mình chỉ bật hơi ra thôi, F. Tất cả với những chữ cái khác đều như thế, E,
S, S. Nào với chữ cái L, L trong tiếng Việt của mình thì bạn để ý khi bạn nói chữ L, L, L thì cái lưỡi của bạn uốn lên đúng không? L, L, L. Thế thì bây giờ bạn để chữ E trước khi bạn uốn lưỡi lên thôi thì nó sẽ là L, L. Thì để ý không thấy miệng mình không thu tròn lại thành L, thành L hay gì luôn mà miệng giữ nguyên chữ E và sau đấy chỉ uốn lưỡi lên. L. Về chữ cái X, X, X. Thì trong phiên âm nó có âm K, nhưng mình sẽ không đọc âm K ra vì thực ra nó chỉ là một cái phụ âm đứt. Phụ âm đứt là sao? Là bạn dừng luôn ở đấy và bạn không nói. Thì khi bạn nói E thì nó có một cái khoảng trống là bạn dừng và sau đó bạn mới nói cái âm S ra. Thì nó sẽ là E, X, X, X. Thì đây chính là âm X. Phần cuối cùng trong bảng chữ cái là mình muốn so sánh những cái từ mà có âm cuối. Các bạn biết trong tiếng Anh khi phát âm là phải nói ra âm cuối thì nó mới tròn cả một cái từ đấy thì nghe nó mới đúng. Nói tiếng Anh mà không có âm cuối thì như kiểu nói tiếng Việt mà không có dấu, nghe nó cứ bằng xong rồi cụt 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 cụt. Ok, thì có tất cả là 7 chữ cái là có âm cuối, bao gồm có 6 chữ cái mà mình vừa nói ở phần trước, đó là S, F, L, M, N và X. Và một chữ cái khác đó là H, H, H. Tiếng Việt mình rất hay nói nó là S, S, S. Thế thực ra không phải là S mà là H. Các bạn nói âm A và xong rồi bật ra âm Ch, H, H. Khi các bạn nói nhanh cảm giác là nó có dấu sắt, cảm giác nó hơi bị phất cái âm lên là vì thực ra mình đóng cái âm A lại, mình bật cái âm Ch ra nên nó mới tạo ra thành cái âm như vậy. H, 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 H. Thì đây là những cái âm cuối mà trong khi mình nói những chữ cái này là phải có. Khi mà bạn nói bảng chữ cái chuẩn từ đầu đến cuối thì bạn nói tiếng Anh sẽ rất là chuẩn. Okay, and see you in the next video. Bye!